Nấu nướng ăn thật sướng, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình có chuẩn bị một ít thịt xay để mình làm cái món canh bắp cải cuộn với thịt đó các bạn. Thì hôm nay mình có sử dụng là 200 g thịt nạc xay nè. Bây giờ mình sẽ nêm, mình cho vào trong đây là một ít cái hành tím băm nha. Cái phần hành tím cho vào đó thì các bạn cũng cho nhiều nhiều một xíu. Thì một chút nữa cái nhân của mình nó sẽ được thơm ngon hơn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ nêm vào trong cái phần nhân này là 2 g hạt nêm nè. Mình nêm thêm là 2 g muối nữa nè. Ba gam đường. Mình cho vào đây một xíu bột ngọt nha các bạn. Và một xíu tiêu nữa để cho cái phần nhân của mình được thơm và ngon hơn nha. Bây giờ mình sẽ trộn cái phần nhân này cho nó đều gia vị nè. Và trong cái phần thịt xay đó các bạn mua thì nên chọn cái phần thịt và vừa nạc vừa mỡ đó. Thì sau khi mình làm cái phần nhân của mình nó sẽ béo và ngon hơn nữa nha. Mình trộn xong rồi mình sẽ để cái phần thịt này qua một bên. Và bây giờ mình sẽ đi sơ chế thêm một ít cái nguyên liệu nữa nha các bạn. Ở đây mình có chuẩn bị một ít cái bắp cải trắng đó các bạn. Thì bắp cải này mình mua về mình đã tách ra thành những cái lá như thế này rồi. Và mình cũng đã rửa sạch sẽ luôn rồi ha. Và bây giờ mình sẽ đi làm thêm một cái công đoạn nữa nè. Trong cái phần lá bắp cải này đó thì nó có cái đường sống lưng rất là cứng luôn. Thì bây giờ mình sẽ cắt và mình bỏ cái đường sống lưng đó đi nha. Đó, mình lấy được cái phần lá mỏng hai bên như thế này nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cho đến hết cái phần bắp cải này luôn nha các bạn. Các bạn nhớ là loại bỏ cái sống lưng á, thì chút nữa mình cuộn nó sẽ dễ dàng hơn nè. Và cái canh mình nấu ra nó sẽ ngon, nó không có bị hăng cái mùi cải nha. Bây giờ mình sẽ đi tỉa hoa một ít cái cà rốt nữa đó các bạn. Thì cái phần cà rốt mình cho vào canh hôm nay đó, nó vừa tăng cái màu sắc nè. Và mình nấu nó cũng ngọt, nó ngon nữa. Thì mình tỉa vài cái bông hoa để mình nấu cho cái nồi canh của mình nó được bắt mắt hơn nha. Mình tỉa hoa xong rồi thì bây giờ mình sẽ cắt cái phần cà rốt này nó mỏng mỏng ra nha các bạn. Ở đây mình có sử dụng thêm một ít cái lá hành nữa nè. Mình cắt ra mình lấy cái phần lá thôi, để một xíu nữa mình đi cột cái phần bắp cải cuộn thịt của mình cho nó định hình tốt hơn và đẹp hơn nữa nha. Rồi mình còn có cắt thêm một ít cái hành ngò nữa đó, mình làm rau nêm cho cái món canh ngày hôm nay. Và cái món canh bắp cải cuộn thịt ngày hôm nay đó thì với cái cách nấu cũng rất là đơn giản luôn. Mời các bạn xem hết cái clip của mình nha. Các bạn thấy thích thể cho mình một like và đăng ký kênh của mình cũng như chia sẻ đến mọi người nha. Bây giờ mình chuẩn bị ở đây là một cái nồi nước sôi nè. Và bây giờ mình sẽ đem đi trụng cái phần rau nha các bạn. Giờ mình trụng cái phần hành lá trước. Hành lá mình trụng sơ như thế này đó thì một chút nữa mình lấy mình cột cái phần bắp cải cuộn của mình nó sẽ dai hơn. Nó không có bị đứt ra nha các bạn. Rồi mình trụng sơ như vậy được rồi, mình vớt ra luôn ha. Và mình cũng trụng luôn cái phần bắp cải của mình luôn nè. Mình ấn cho cái bắp cải này nó ngập trong nước. Rồi mình trụng sơ để lúc mà cái bắp cải mình đem ra cuộn á, thì nó được dai hơn và không có bị gãy bể ra nha các bạn. Và cái nước trụng này mình sẽ giữ lại để một chút mình nấu canh luôn nha. Bây giờ mình đi cuộn cái phần thịt vào trong cái lá cải này nè. Đó. Mình cho thịt vào ở giữa và mình sẽ gấp lại, mình cuộn giống như là cuộn chả giò vậy đó các bạn. Mình gập mép hai bên lại nè.
Rồi mình cuộn chặt chặt tay xíu cho cái bắp cải của mình nó được tròn đều, nó đẹp hơn nha. Rồi mình sẽ định hình bằng một cái sợi dây đó, bằng lá hành hồi nãy mình trụng đó, mình cột lại. Vậy là mình đã có được một cái cuộn bắp cải cuộn thịt rất là đơn giản luôn ha. Bây giờ mình sẽ sắp cái phần bắp cải cuộn thịt với lại cà rốt vào trong nồi và bắt đầu mình sẽ đem đi nấu luôn nha. Với cái canh bắp cải cuộn thịt ngày hôm nay đó thì mình sẽ biến tấu như thế này thì cái món ăn của mình nó sẽ thêm hấp dẫn hơn nè. Và nhìn còn bắt mắt nữa đó các bạn. Các bạn hãy cùng làm cho gia đình mình thưởng thức nha. Mình sắp xong rồi đó thì bây giờ mình sẽ cho vào đây là 1 lít nước nha. Mình sử dụng cái nước nấu hôm nay là cái nước hồi nãy mình luộc cải đó các bạn. Các bạn có thể sử dụng cái nước hầm xương nè, xương gà, xương heo. Hoặc là mình có thể sử dụng cái nước hầm rau củ á, để mình nấu cái món canh này cũng rất là ngon đó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bật lửa lớn lên và mình nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi lên nha. Mình sẽ lấy cái nắp mình đậy lại nè cho nó mau sôi. Bây giờ cái nồi canh của mình cũng đã sôi lên, bùng lên rồi nè. Thì mình sẽ nêm gia vị vào trong đây luôn nha. Và với cái định lượng là 1 lít nước như hôm nay á, mình cho vào đó. Thì mình sẽ nêm vào trong đây là 8 gram muối nha các bạn. Và mình sẽ nêm tiếp vào trong đây là 8 gram hạt nêm nữa nè. Và cái phần hạt nêm cho vào đó thì mình sẽ cho nước sôi vào, mình hòa tan đi. Rồi các bạn mới cho vào cái nồi canh nha. Thì mình làm cách này, nước canh của mình nó sẽ được trong hơn đó các bạn. Và mình nêm tiếp vào trong đây là 15 gram đường luôn nha. Mình cho cái gia vị nó tan ra, vậy là được rồi đó. Và bây giờ mình sẽ múc cái canh này ra tô và thưởng thức nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít cái hành ngò cắt nhuyễn hồi nãy đó và một ít tiêu nữa để cái tô canh của mình nó vừa thơm và vừa hấp dẫn hơn nữa nha. Chúc các bạn làm thành công cái món canh bắp cải nhồi thịt ngày hôm nay nha các bạn.